Sáng 29 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại 103 tỷ đồng. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố vì tội tham ô tài sản và rửa tiền. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo, vợ ông Nguyễn Minh Quân, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền. Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh cùng là cựu phó giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và một số nhân viên bệnh viện thành phố Thủ Đức bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Lợi thành lập 4 công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, ông Quân đã chỉ đạo gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thông đồng với ông Lợi để lập, hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu để ấn định cho công ty sân sau của ông Quân trúng 27 gói thầu và được Bệnh viện thành phố Thủ Đức thanh toán theo giá đã bị quân nâng khống. Ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, quân chỉ đầu lợi rút tiền mặt chuyển khoản vào các tài khoản để chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 103 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 1 tháng 12.